Trân trọng kính chào quý vị. Quý vị đang đến với bản tin 11 giờ 30 của báo Người lao động, hôm nay thứ hai, ngày 18 tháng 12, kính mời quý vị cùng lắng nghe những thông tin đáng chú ý ngay sau đây. Sáng ngày 18 tháng 12 lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại km 61 cộng 300 cao tốc Cam Lộ La Sơn, thuộc địa phận thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. Thông tin ban đầu cho biết, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 4 giờ 30 phút cùng ngày, ô tô đầu kéo có trơ, mốc biển kiểm soát 43 trờ, 02764 di chuyển trên cao tốc theo hướng Nam, bắt đâm trực diện vào xe đầu kéo, có trơ, mốc biển kiểm soát 37 trờ, 03910. Sau gia chạm, một xe đầu kéo đã phát lửa, bốc cháy. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã điều phương tiện, lực lượng đến hiện trường, nhanh chóng đến cứu hộ, cứu nạn. Hậu quả vụ tai nạn đã làm một người chết, hai người bị thương được đưa đi cấp cứu, hiện tại chưa xác định được danh tính các nạn nhân, hai xe đầu kéo bị hư hỏng nặng, phần đầu biến dạng và bốc cháy nên chưa xác định được biển số đầu kéo. Đội tuần tra kiểm soát số 4, cục cảnh sát giao thông đã có mặt bảo vệ hiện trường ngay sau khi tiếp nhận thông tin tai nạn trên cao tốc, thông báo đến cơ quan điều tra thị xã Hương Trà để thực hiện điều tra làm rõ. Vị trí tên đạn cao tốc Cam lộ, La Sơn chỉ có hai làn xe cho 2 chiều lưu thông, các xe bị cấm dược. Khu vực này có sóng điện thoại kém, ảnh hưởng đến liên lạc. Thưa quý vị, bão Jeleq đang di chuyển nhanh vào biển đông. Trong 24 giờ tới, bão Jeleq ở vào khoảng 8,6 độ vĩ bắc, 121,3 độ kinh đông, di chuyển theo hướng tây tây bắc với vận tốc 25 km/h. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Lúc 1 giờ sáng nay ngày 18 tháng 12, vị trí tâm bão Gelagawad ở vào khoảng 7,9 độ vĩ Bắc, 127,1 độ kinh Đông, trên vùng biển phía đông nam miền nam Philippines, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng tây, khoảng 20 km/h. Dự báo trong 24 giờ tới, vị trí tâm bão Gelagawad ở vào khoảng 8,6 độ vĩ Bắc, 121,3 độ kinh Đông, di chuyển theo hướng tây tây bắc với vận tốc 25 km/h trên vùng biển phía tây bắc miền nam Philippines và có khả năng suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Do ảnh hưởng của bão, ở vịnh Bắc Bộ và vùng biển phía tây khu vực Nam biển Đông, bao gồm vùng biển phía tây quần đảo Trường Sa, có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8. Khu vực Bắc và giữa biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6 đến 7, giật cấp 8 đến 9. Riêng vịnh Bắc Bộ từ 2 đến 3,5 m, biển động. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 đến cấp 8 sóng biển cao 2,5 đến 4,5 mét, biển động, từ đêm ngày 19 tháng 12 gió mạnh dần. Ngày hôm nay, ngày 18 tháng 12, ở các tỉnh Bắc Bộ trời rất đậm, riêng vùng núi trời rất hại, nhiệt độ do cơ quan khí tượng đo lúc 6 giờ sáng nay, ghi nhận, Sapa, Lào Cai 6,4 độ C, đỉnh Mẫu Sơn, Lạng Sơn 7,6 độ C, Cao Bằng 9,2 độ C, Hà Đông, Hà Nội 14,1 độ C, Phụ Liễn Hải Phòng 13,5 độ C, Thanh Hóa 15,4 độ C. mở cửa ngày giao dịch đầu tuần 18 đến 12, giá vàng SCC được công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết mua vào 73,25 triệu đồng một lượng, bán ra 74,25 triệu đồng một lượng, giảm 150.000 đồng một lượng so với hôm qua. Trong khi đó, giá vàng trang sức, giá vàng những 24K các loại lại tăng tiếp lên 60,85 triệu đồng một lượng, mua vào 61,9 triệu đồng một lượng bán ra, tăng 100.000 đồng một lượng so với hôm qua. Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay biến động trong vùng hẹp khi mở cửa tuần giao dịch mới. Lúc 9 giờ, giá vàng thế giới ở mức 2019 USD 1A không thay đổi so với giá cuối tuần trước. Giá đô la Mỹ sáng nay được các ngân hàng thương mại giao dịch quanh 24.090 đồng một đô la Mỹ mua vào, 24.430 đồng một đô la Mỹ bán ra. Theo các công ty vàng, nhu cầu mua vàng dịp cuối năm của người dân tăng lên giúp giá vàng 24K các loại khó giảm. Đặc biệt, nhu cầu mua vàng trang sức cho mùa cưới cũng giúp giá vàng vẫn duy trì ở mức cao. Thưa quý vị, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết tại kỳ tuyển sinh lớp 10 năm 2024, các môn thi và phương thức thi giữ nguyên như các năm trước. Cụ thể thí sinh sẽ thi 3 môn: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh. Nếu thí sinh có nguyện vọng thi vào lớp 10 chuyên, lớp 10 tích hợp sẽ thi môn thứ 4 là môn chuyên hoặc tích hợp. Về thời gian tổ chức kỳ thi, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ công bố thời gian phù hợp để tạo thuận lợi tối đa cho công tác tổ chức kỳ thi đảm bảo hai kỳ thi tuyển sinh lớp 10 và tốt nghiệp trung học phổ thông không cùng thời điểm. Sở giáo dục, đào tạo cũng đã có hướng dẫn ôn thi các môn thi vào lớp 10, đây sẽ là kỳ thi tuyển sinh lớp 10 cuối cùng theo chương trình giáo dục cũ. Trong đó, cấu trúc đề thi môn ngữ văn không thay đổi so với năm 2023. Thời gian làm bài, 120 phút, cấu trúc đề thi gồm 3 phần, đọc hiểu, 3 điểm, nghị luận xã hội, 3 điểm, và nghị luận văn học, 4 điểm, ôn toán, tiếng Anh, giữ nguyên cấu trúc, mức độ, ở môn toán thời gian làm bài 120 phút, đề thi môn toán vẫn giữ nguyên cấu trúc, mức độ kiến thức. Cụ thể, đề thi sẽ có 70% câu hỏi nhận biết, thông hiểu, 30% vận dụng, vận dụng cao. Đề thi môn toán gồm 8 câu, với 7 câu là kiến thức cơ bản và một câu về hình học phẳng. Trong đó, câu 1 và 2 là kiến thức quen thuộc về đồ thị, định lý VE, điều kiện có nghiệm của phương trình. Từ câu 3 đến câu 7 là các bài toán vận dụng kiến thức đã học trong chương trình giải các bài toán liên quan thực tế sẽ có một đến hai câu ở mức nâng cao. Câu 8 là bài toán hình học phẳng, gồm 3 bài toán nhỏ, trong đó hai bài ở mức độ cơ bản, bài còn lại mang tính phân hóa cao. Ở môn tiếng Anh, thời gian làm bài 90 phút, đề thi sẽ giữ ổn định với các nội dung kiến thức, chủ đề, chủ điểm, từ vựng quen thuộc, nằm trong chương trình đã học và chủ yếu là lớp 9. Đề thi vẫn sẽ có tính phân hóa, gồm 40 câu với thời gian làm bài 90 phút, chủ yếu là nhận biết, thông hiểu, phần nâng cao chiếm 10% đến 15% để phân hóa thí sinh. Quý vị đang nghe podcast 11 giờ 30 của báo Người Lao Động, tiếp theo là phần tin quốc tế. Thưa quý vị, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Nga sẽ thành lập quân khu mới để củng cố các vị trí của mình gần Phần Lan, nhằm đáp lại quyết định gia nhập NATO của nước này. Ông Putin đưa ra tuyên bố trên trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng hôm ngày 17 tháng 12. Theo ông Putin, Helsinki chưa gặp bất kỳ rắc rối thực sự nào về Moscow trong nhiều thập kỷ nhưng bây giờ thì có. Ông Putin lưu ý rằng Nga thực sự không có tranh chấp lãnh thổ với bất kỳ quốc gia thành viên NATO nào. Để đối phó việc NATO mở rộng, Moscow sẽ thành lập quân khu Leningrad đóng ở khu vực Tây Bắc. Moscow nhiều lần cho rằng quyết định của Phần Lan là sai lầm, vì thực tế là các nước láng giềng không có bất kỳ vấn đề song phương nào chưa được giải quyết. Hồi tuần trước, Phần Lan công bố kế hoạch ký kết thỏa thuận hợp tác quốc phòng với Mỹ, cho phép Washington đồn trú binh sĩ và dự trữ vũ khí đang dự ở Phần Lan. Bộ Ngoại giao Phần Lan cho hay nước này sẽ mở 15 khu vực trên toàn quốc, theo đó cho phép quân đội Mỹ tiếp cận và sử dụng. Trong diễn biến liên quan, Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Peter Százato cho rằng nga không gây ra mối đe dọa ngay lập tức nào đối với NATO, vì bất kỳ cuộc tấn công nào cũng sẽ gây ra phản ứng mạnh mẽ. Bộ trưởng này đưa bình luận trên khi được hỏi về cảnh báo của Chủ tịch Ủy ban Liên minh châu Âu Ursula von der Leyen về kịch bản sau khi xung đột Ukraine kết thúc, Nga sẽ đe dọa các nước NATO. Theo ông Shizato, Liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu là liên minh an ninh và quốc phòng mạnh nhất thế giới. Thưa quý vị, đám cháy lớn đã bùng phát tối ngày 17 tháng 12 tại một khách sạn ở khu vực Incheon, trung tâm thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Theo Yonhap, Đám cháy bùng phát lúc 9 giờ 1 phút tối tại bãi đậu xe cơ khí của một khách sạn, lửa lan nhanh do luồng khí bốc lên. Tổng cộng có 46 người bị thương sau vụ cháy, bao gồm một thanh niên bị ngã gãy xương khi sơ tán, một phụ nữ nước ngoài khoảng 30 tuổi bị bỏng độ 2, 44 người khác hít phải khói, bị đau lưng hoặc mắt cá chân cũng được đưa đến bệnh viện kiểm tra. Theo cơ quan chức năng, không có ai bị nguy hiểm đến tính mạng. Video quay tại thời điểm xảy ra vụ cháy cho thấy một số người nhảy từ sân thượng của khách sạn đang cháy sang sân thượng của tòa nhà bên cạnh. Sau khi nhận được tin báo cháy, lực lượng cứu hỏa của nhiều trạm gần đó đã được huy động, có mặt sau 17 phút, tổng cộng 357 lính cứu hỏa và 130 phương tiện chữa cháy đã được huy động. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 11 giờ 30 ngày hôm nay. Ekip thực hiện chương trình Xuân Huy, Quốc Thắng xin chân thành cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị. Kính chúc quý vị một tuần làm việc hiệu quả và nhiều niềm vui xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau